Fan nữ inbox đòi tuyên chiến giành Kiều Minh Tuấn, các Phượng đáp trả gọn lõn bằng ba từ này. Nghe xong tuyên bố của các Phượng, các thiếu nữ xinh đẹp liệu có còn dám lao vào đập chậu cướp hoa? Có thể nói, sau em chưa 18, Kiều Minh Tuấn trở thành soái ca vạn người mê, là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái. Vì thế chẳng lạ gì khi từ một nam diễn viên chuyên đóng vai phụ và kém nổi, thì hiện tại hàng nghìn fan nữ tự nguyện gia nhập vào fan club của anh chàng. Lúc này, đương nhiên bạn gái chính thức ngoài đời của Kiều Minh Tuấn sẽ nằm trong tầm ngắm của các fan girl. Theo chia sẻ của Kiều Minh Tuấn trên báo Thể thao Văn hóa, thì thời gian này, các Phượng liên tục nhận được tin nhắn từ các cô gái trẻ trên Facebook. Thậm chí có người còn tuyên bố thẳng thừng với các Phượng, em sẽ tuyên chiến với chị. Thế nhưng, nữ danh hài có vẻ như chẳng mấy quan tâm đến các fan mang hơi hướng trẻ trâu của bạn trai, mà chỉ bình thản đáp một câu gọn lõn, xin mời em. Có thể thấy, dù hơn người yêu gần 20 tuổi, nhưng các Phượng rất tự tin vào tình cảm bền chặt và sâu sắc này. Cô tin rằng hào quang hiện tại và nhất là khi yêu Kiều Minh Tuấn đang được yêu mến nhiệt tình cũng chẳng khiến cả hai gặp trắc trở gì. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng thú nhận rằng phía bạn gái có vẻ gay cứng, nhưng trên thực tế thì chẳng thấy ai quan tâm gì đến tôi. Tình cảm bền chặt, các Phượng chẳng để tâm đến những đối tượng bên ngoài. Cũng trong bài phỏng vấn này, Kiều Minh Tuấn tiết lộ rằng anh và các Phượng hiện giờ đã sống chung cùng với cả cu bơm. Tuy nhiên, dù đã góp gạo thổi cơm chung, nhưng nam diễn viên vẫn chưa có ý định và kế hoạch cho việc kết hôn. Anh cho rằng việc đó không thực sự quan trọng bằng việc hạnh phúc hiện tại của hai người. Thậm chí, Kiều Minh Tuấn còn chia sẻ về việc con cái rằng có con là chuyện quan trọng, nhưng không có cũng không sao, có cu bơm là đủ rồi. Tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và con trai riêng của các Phượng rất tốt. Hiện tại, nam diễn viên đã sống chung với hai mẹ con. Chuyện tình có 102 của ca sĩ Thanh Thảo và bạn trai đại gia. Chính sự quan tâm, lo lắng của Tom đã chinh phục được trái tim của nữ ca sĩ Thanh Thảo. Nhắc đến Thanh Thảo, công chúng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô ca sĩ xinh đẹp với những bản hit sôi động như Ôi tình yêu, Đã không yêu thì thôi, Búp bê tình yêu, Keep on moving. Nhưng điều khiến cho nữ ca sĩ được nhiều người yêu quý chính là việc hết lòng lo cho các em có cuộc sống ổn định. Không chỉ là trụ cột gia đình, Thanh Thảo còn khá lận đận trong chuyện tình duyên. Cô từng yêu nhiều người, từng đính hôn với một doanh nhân, nhưng cuối cùng lặng lẽ chia tay. Không bước tiếp, đến một đám cưới trọn vẹn hay mối tình kéo dài 6 năm với đại gia Hà Thành cũng kết thúc trong tiếc nuối. Chính Thanh Thảo cũng từng than thở trên trang Facebook, không có ca sĩ nào khổ như cô, vì ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, hết lo người này lại đến lo việc khác, nên đôi lúc cô cũng thèm được yếu đuối, thèm được ngu đần một chút để còn có chỗ dựa vào. Sau một năm cô đơn lẻ bóng, Thanh Thảo đã tìm được người đàn ông chăm sóc cô chu đáo, đến mức những người xung quanh nhìn thấy cũng phải ghen tị. Được biết, bạn trai giọng ca Búp bê biết yêu, tên là Tom, là một doanh nhân người Việt gốc Hoa rất thành đạt tại Mỹ. Anh kinh doanh ngành xây dựng và cung cấp thiết bị y tế nha khoa. Cả hai tình cờ quen biết nhau khi tham gia một buổi tiệc. Lúc đó, Tom xin chụp ảnh cùng Thanh Thảo, nhưng không biết cô là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, vì từ nhỏ đến lớn, anh chỉ sinh sống ở Mỹ. Quý mến nhau, ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai quyết định giữ liên lạc và thường hẹn nhau đi ăn tối như những người bạn bình thường. Sau nhiều lần trò chuyện, Tom mới biết Thanh Thảo có một chân răng bị nhiễm trùng, nhưng vì sợ đau nên không chịu mổ. Vài ngày sau, anh tìm bác sĩ tiểu phẫu răng giỏi nhất, rồi lái xe đến thẳng nhà Thanh Thảo, nói chở cô đi ăn, nhưng thực ra là chở vào bệnh viện để chữa trị. Dựa vào kết quả, các bác sĩ cho biết, nếu không kịp mổ lấy hết vết nhiễm trùng, Thanh Thảo sẽ bị rụng hết răng. Lúc đó, Tom ở bên cạnh an ủi động viên, rồi hôn lên trán Thanh Thảo trước khi chích thuốc mê để làm tiểu phẫu. Nhờ vậy, cô mới vượt qua nỗi sợ hãi. Sau cuộc tiểu phẫu, gương mặt Thanh Thảo sưng vù, không ăn uống, nói chuyện được trong suốt 2 tháng. Vì vậy, Tom đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc, lo liệu mọi việc trong nhà cho nữ ca sĩ. Dần dần, tình cảm giữa hai người đã trở thành tình yêu. Trải qua nhiều chuyện, nhất là khi có bạn trai mới, Thanh Thảo chỉ muốn được có cuộc sống bình yên, đưa con đến trường, chăm lo nhà cửa, tránh xa những sóng gió khiến cô mệt mỏi. Và hơn hết, cô đã nghĩ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Và bây giờ, mỗi khi đi hát, Thanh Thảo cũng không còn nghĩ đến chuyện cạnh tranh, nên lên sân khấu hát với tâm thế rất vui vẻ. Dù đã ra mắt gia đình bạn trai với một buổi tiệc có 6 bàn, nhưng Thanh Thảo không dám hứa sẽ đi với người này đến cuối cùng.
Nữ ca sĩ hy vọng đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời cô để có thể tổ chức một đám cưới lãng mạn và tổ chức livestream cho khán giả khắp mọi nơi có thể chia sẻ niềm vui cùng mình. Bầu show nhục mạ Lưu Chí Vĩ có thể bị phạt tù. Cựu thành viên nhóm nhạc AXN chia sẻ rõ hơn về việc bị khán giả hành hung thóa mạ bởi bầu show tại Bình Dương. Trong cuộc trò chuyện cùng thanh niên, ca sĩ Lưu Chí Vĩ đã có những chia sẻ cụ thể các tình tiết của đêm diễn ồn ào ngày 25 tháng 5. Anh xác nhận mình cũng không phải người trực tiếp nhận show và thỏa thuận cách xê với bầu show trên. Mọi thỏa thuận đều thông qua một người bạn tên H. Suốt cả 3 show, gồm 2 show bị hủy do mưa trước đó và show bị hành hung như mọi người đã biết, anh không hề nhận một đồng thù lao nào, không giống như bầu show Bình Dương nói. Mới đây, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại tại Bình Dương hôm đó, cho thấy có người dàn xếp vụ làm nhục Lưu Trí Vĩ trước khi anh đến diễn, thậm chí còn dặn khán giả, cứ y bài vậy mà làm nha khán giả. Khi xem clip, giọng ca tại em mà tôi như thế cảm thấy đau lòng, muốn rơi nước mắt cho cuộc đời, người nghệ sĩ, khi nghe những lời nói đe dọa đánh đập, thóa mạ đó. Anh cũng cho biết, sau khi bị sự việc lan truyền một cách chóng mặt trên báo chí và mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ, các bầu show khác đã điện thoại động viên, an ủi anh vượt qua cú sốc tinh thần. Trước những tấm chân tình của bạn bè và các bình luận thiện chí của các fan trên fanpage, Lưu Chí Vĩ đã dần lấy lại được tinh thần. Ca sĩ sinh năm 1983 gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người và cho biết anh cảm thông trước hành động mất bình tĩnh của bầu show cũng như những người đã có hành động hành hung mình. Anh gửi lời chúc người bầu show đã chửi bới mình sau sự việc có thể tiếp tục công việc và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Đi góc nhìn luật pháp, luật sư Lê Trung Phát, giám đốc trách nhiệm hữu hạn luật sư riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận định mối quan hệ của bầu show và ca sĩ là thuộc về hợp đồng dân sự. Cụ thể là về dịch vụ, nếu bầu show thuê ca sĩ và hai bên có thể tự thương lượng với nhau về các điều khoản trong hợp đồng đã được xác lập. Trường hợp đôi bên có những mâu thuẫn thì có thể tự dựa vào các điều khoản trong hợp đồng đó để giải quyết. Nếu sự việc khó khăn đến mức cả hai bên đều không thể tìm được tiếng nói chung thì có thể nhờ cơ quan chức năng can thiệp để giải quyết tranh chấp. Nhưng nếu như người bầu show tại Bình Dương tự giải quyết vấn đề bằng cách hành xử kích động khán giả hoặc dùng lời lẽ thóa mạ làm nhục danh dự của ca sĩ thì câu chuyện đã có tính hình sự và bầu show có thể bị truy cứu trách nhiệm. Nếu như ca sĩ Lưu Chí Vĩ khởi kiện, theo quy định tại Điều 121 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 là tội về làm nhục người khác, tội này quy định rõ nếu như công dân nào đó bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín danh dự thì họ có quyền gửi đơn đến cơ quan công an xem xét và đánh giá về mức độ của vụ việc. Sau đó, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội hình sự thì cơ quan công an sẽ chuyển hồ sơ lên khởi tố và chuyển đến tòa để giải quyết. Để đủ yếu tố cấu thành tội phạm làm nhục gây tổn hại danh dự, nhân phẩm đối với người gây ra tổn hại thì mức độ tổn hại của người bị hại phải tương đối cao. Trong trường hợp thực tế, đối tượng bị hại là người nổi tiếng hoặc ca sĩ. Nghệ sĩ có sự ảnh hưởng lớn hơn người bình thường vì họ là người của công chúng nên hình ảnh rất quan trọng. Cũng là hành vi phạm tội đó, nhưng mức độ gây tổn hại ở đây sẽ cao hơn và khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khung hình phạt có thể là từ 3 tháng đến 2 năm tù. Chuyên gia này phân tích. Tuy nhiên, phía ca sĩ Lưu Chí Vĩ cho biết, sự việc xảy ra là điều không mong muốn, nên anh không muốn truy cứu hay kiện cáo gì. Sau vụ ồn ào, nam ca sĩ vẫn đi diễn ở quán bar và các tụ điểm hội chợ. Mọi người vẫn dành cho anh sự chào đón nồng nhiệt. Anh nhận sai về mình vì đã đi trễ và mong mọi người sẽ bao dung hơn cho bầu show ở Bình Dương. Con trai đã chuyển giới thành công nhưng bố mẹ Hương Giang vẫn nhầm lẫn tai hại thế này. Hương Giang được coi là một trong những người đẹp chuyển giới thành công trong làng giải trí Việt. Để có được ngoại hình xinh đẹp và sexy như hiện tại, nữ ca sĩ đã phải trải qua cuộc phẫu thuật vô cùng nguy hiểm và đồng thời cũng rất khó khăn khi không có người bạn thân ở bên cạnh. Khi cô trở về từ Thái Lan, bố mẹ vẫn không hề hay biết cậu con trai của mình đã chuyển giới thành công, cho đến khi Hương Giang tham gia chương trình Việt Nam Idol và thú nhận sự thật trên sóng truyền hình. Khi biết tin, lúc đầu bố Hương Giang vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Dù vậy, bố mẹ nào chẳng thương con, dần dần người nhà nữ ca sĩ cũng ủng hộ và thậm chí là hãnh diện khi thấy con gái trở nên xinh đẹp, thành công trong sự nghiệp. Con trai đã chuyển giới thành công và đổi tên thành Hương Giang, giống tên chị gái. Thế nhưng thỉnh thoảng, hai bậc phụ huynh vẫn theo thói quen và nhầm lẫn khi gọi tên con. Thí sinh nổi bật của Việt Nam Idol từng tâm sự, bố mẹ mình thỉnh thoảng vẫn gọi nhầm tên cũ là Hiếu.
Nhưng khi đông người lại rất tỉnh, gọi đúng tên Hương Giang, mẹ vẫn hay trêu là nhà có hai Hương Giang, là Hương Giang lớn và Hương Lan bé. Mới đầu, bố mẹ Hương Giang vẫn gọi cô là Hiếu. Sự nhầm lẫn này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là thói quen suốt hơn 20 năm trời. Không thể nói đổi là đổi ngay được. Hiện tại, gia đình ca sĩ rất tự hào về con gái. Theo thời gian, vẻ ngoài của Hương Giang ngày càng hoàn thiện, thậm chí xinh đẹp đến nỗi nhiều chị em chính hiệu cũng phải khóc thầm vì ganh tị.